Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Xin lỗi anh em, toàn tới thời kỷ. Năm mới Tân Sửu chúc anh em có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ở chấp tuần trước, chúng ta đã thấy sau khi tung ra một loạt những cú đấm xuống lòng đá rất mạnh trong trạng thái G4, Duffy một lần nữa bị xỉu đi, phải nghỉ ngơi 10 phút thì mới có thể tiếp tục sử dụng Haki. Và tôi gọi đây là 10 phút của tử thần, không chỉ với Luffy mà với cả Zoro, Kid, Law hay Killer. Hay sau đó chúng ta cũng đã thấy Zoro sử dụng vòi rồng để đấu với vòi rồng của Kaido, thậm chí Zoro còn chém chảy máu Kaido bằng vòi rồng của mình, trong khi Kaido thì không làm được. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của CP0 với những lời nói mà chúng ta cần phải chú ý. Hơn nữa là bàn cờ vây thể hiện sự áp đảo của liên minh Big Mom Kaido so với liên minh của các Samurai. 27 quân cờ đen so với 5 quân cờ trắng. Dù vậy, nhỏ nhưng có vỏ, bàn hải tặc bách thú có lượng, còn liên minh Luffy thì dùng chất và đông hơn nhưng chưa chắc đã thắng. Và sau một vài chapter ngập lặng, thì Oda cũng đã để Sanji gước mặt trong một khung tranh với khuôn mặt be bét máu của phần hoàng hốt. Nhưng điều chúng ta chú ý nhất có lẽ đó là khung tranh cuối chapter. Kaido bách thú đã phải sử dụng đến hình thái mạnh nhất của mình, nửa người nửa Zoan để chiến đấu với 5 hải tặc trẻ. Trong hình dạng rồng, Kaido không thể sử dụng chì, còn trong hình dạng này, chì là vũ khí chính của Kaido. Kaido và Big Mom đã thật sự nghiêm túc sau những gì năm hải tặc trẻ gây ra cho mình. Mụ già mạnh nhất thế giới và hải tặc mạnh nhất thế giới hiện tại đã nghiêm túc, liệu có cửa sáng nào cho năm hải tặc trẻ này? Đó là chuyện của những chapter sau. Còn trong chapter 1004 mới nhất này, Oda đã chuyển cảnh để chúng ta thấy trận chiến tại đô quỷ Onigashima này đang diễn ra gay cấn như thế nào. Với sự tuyệt vời của nhân tố đặc biệt Otama hay của Nami, Rangki và Usopp, ngoài ra thì còn rất nhiều thông tin đặc biệt khác mà các bạn không thể bỏ qua. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và phân tích One Piece chapter 1004 mới nhất này. Đây rồi, nhân tố đặc biệt của trận chiến Wano, cô bé Otama. Với năng lực thuần hóa động vật rất thú vị thì sự xuất hiện của cô bé Otama chắc chắn sẽ làm cục diện thay đổi khá nhiều. Bởi ở đô quỷ Onigashima này có rất nhiều Gifter, những tên năng trác của nhân tạo Smile. Otama tạo ra những viên Kibi Dango và Usopp bằng tài thiện xạ của mình sẽ ép bọn Gifter ăn nó. Đó là những gì tôi đã nói về Otama khi cô bé xuất hiện ở chapter 995 trước đó và mọi thứ đang diễn ra đúng như vậy. Còn ở những khung tranh đầu của chapter này có thể thấy cô nàng Smith mới đó còn bị Kaido tấn cho một trận lên bờ xuống ruộng, thì giờ đây đã khỏe mạnh xuất hiện tại đô quỷ Onigashima này và trên tay cô nàng là rất nhiều Kibi Dango. Còn Kibi Dango từ đâu ra thì chắc các bạn đều đã biết. Smith chém gió rằng đây là Dango đặc biệt mà Queen mình dịch đã đưa cho cô nhằm giúp cho các Gifter phục hồi thể trạng nhanh chóng và nó có đủ số lượng cho tất cả các Gifter ở đây. Có thể thấy còn khi đột Bricola bị Jinbei cho đấm karate người cá trước đó đã khỏe lại nhanh chóng sau khi ăn Kibi Dango và tất nhiên thanh niên này giờ đã chính thức trở thành thú cưng của Otama. Và liệu Kibi Dango của Otama ngoài năng lực thuần hóa động vật thì có khả năng tăng cường sức mạnh cơ bắp giống như Smith chém gió hay là không? Nếu điều này là thật thì những tên Gifter này đã mạnh thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Khung tranh này có thể thấy hai tên này sẽ đấm như thế nào trước vẻ đẹp của Smith. Chính điều này đã giúp cho cô nàng dễ dàng phân phát Kibi Dango mà không gặp trở ngại nào. Và cũng giống như tôi đã nói trong video phân tích chapter 996 trước đó, việc Otama tới đây bằng tàu địch không có nghĩa là cô bé lẳng trốn lên tàu, mà là yêu cầu cho những tên Gifter bị thuần hóa đưa ra đô quỷ Onigashima, mà cụ thể ở đây chính là tàu của Smith. Và trong lúc tiến ra đô quỷ, Otama cố gắng tạo ra nhiều Kibi Dango nhất có thể. Có thể thấy năng lực của Otama khá tương đồng với của từ lời ngọt của Rucker, có nghĩa về lý thuyết thì Otama có thể tạo ra số lượng Kibi Dango không giới hạn, nhưng thể chất của cô bé không thể đáp ứng được điều đó, cũng giống như Cracker bị mất sức rất nhiều sau khi cố gắng tạo ra nhiều hình nhân bánh quy. Và có thể bạn đã biết, trên thực tế Chopper vẫn là một chú tuần lộc, có nghĩa Chopper sẽ nghe theo lệnh Otama một cách vô điều kiện nếu ăn Kibi Dango. Nhưng có lẽ điều làm tôi chú ý nhất chính là cái suy nghĩ rất người lớn, rất trưởng thành được diễn tả theo một cách rất vô tư của Otama, một cô bé chỉ mới 8 tuổi, nó làm tôi thật sự rất nhói lòng. Nếu có thêm nhiều Dango thì sẽ có thêm nhiều người vào quân ta. Em muốn thấy nó, một Wano không Kaido, không Orochi, một Wano mà Momo sẽ làm Shogun. Em quá nản với việc đó khác quanh năm suốt tháng rồi, em cũng có quyền được bát cơm trắng chứ. Tuyệt vời lắm Otama, một Konoichi thì phải mạnh mẽ như vậy chứ. Tất nhiên không chỉ em mà tất cả người dân Wano Quốc đều có quyền, đều xứng đáng được ăn cơm trắng và uống nước sạch hàng ngày. Tất cả người dân Wano Quốc đều có ước muốn giống như Otama, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người dám biến điều đó trở thành sự thật, rõ ràng rất là ít. Ở chapter 993 trước đó, có thể thấy lễ hội lửa là dịp duy nhất trong năm mà người dân thủ đô Hoa này bày tỏ ước nguyện thật sự của mình, đó chính là muốn Orochi bay đầu, Kaido bay đầu. Nhưng những người này chỉ dám nói ra khi đã có chút rượu trong người, nói trong lễ hội với nhau mà không có một hành động nào để thực hiện hóa điều đó. Nhưng còn Otama thì sao? Cô bé dám nói lên suy nghĩ của mình trong tình trạng tỉnh táo nhất, và Otama đang cố gắng biến những suy nghĩ của mình thành sự thật bằng những hành động cụ thể, rõ ràng. Có nghĩa những gì mà Otama nói đó không phải là một lời nói suông. Vậy nên Otama là một sự đặc biệt, giống như cái năng lực đặc biệt của em nói vậy, rất đặc biệt. Nghịch cảnh tạo anh hùng. Trong nghịch cảnh đau đớn giúp cho những anh hùng của chúng ta tôi luyện tinh thần, thể hiện một ý chí sắt đá với tất cả sự nhiệt huyết của bản thân và từ đó tạo nên kỳ tích, đó gọi là thời thế tạo anh hùng. Giống như trong thời bình thì không có tướng tài, nhưng trong thời chiến loạn lạc phải chinh chiến thử thách liên tục nên nhân tài xuất hiện rất nhiều. Họ có môi trường để rèn luyện để phát triển. Và ý tôi là ngay lúc này tôi có thể nói rằng Otama chính là một người hùng của đất nước Wano. Khung tranh này có thể thấy không chỉ Smith mà còn có cả tên năng trác của nhân tạo Smile Linh Dương đã bắt Otama trước đó, rồi cả tên Daifugo ở nhà tù Udon. Nhưng rõ ràng đây chưa phải là tất cả, bởi ở nhà tù Udon còn rất nhiều Gifter khác, ví dụ như Babanuki hay tên năng trác Smile Lạc Đà. Có nghĩa ý tôi là ngoại trừ đảo quỷ Onigashima thì toàn bộ những tên Gifter ở Wano Quốc đều đã bị Otama thuần hóa bằng Kibi Dango và cũng xuất hiện tại đây, chỉ là chúng ta chưa thấy mà thôi.
Nếu sự biết dùng sắc đẹp và chém gió là Dango của Quinn đưa cho, thì tên Gipter lên dương này để sử dụng thế mạnh của mình là tốc độ để nhét Kibi Dango vào miệng của những tên Gipter khác. Còn tên Daifugo thì dùng sức mạnh để ép. Có thể thấy một tên Gipter đã cắn vào cánh tay Daifugo khá đau. Từ tất cả những điều này bạn có thấy gì không? Riêng tôi thì thấy rất nhiều thứ, nhưng có thể chốt hạ lại một câu rằng vai trò của Otama trong trận quyết chiến này là cực kỳ quan trọng. Bạn nghĩ sao nếu kế hoạch sử dụng Kibi Dango của Otama thành công? Dễ thấy nhất đó chính là 27 quân cờ đang trên bàn cờ vây sẽ dần chuyển thành màu trắng hoặc biến mất. Tức là tuy cờ trắng ít và bị bao vây tứ phía, nhưng đó đều là những quân cờ chủ lực, là những quân cờ có thể lật ngược được tình thế. Xác suất cường hóa Zoan nhân tạo chỉ có 10% là thành công. Có nghĩa cứ 10 tên Waiter thì chỉ có một tên Gipter, còn 9 tên kia là đồ body, và theo như lời của Quinn mình dịch thì chẳng được tích sự gì ngoài việc cười suốt ngày. Và bạn có nghĩ rằng một tên Gipter này có thể cân được 9 tên Felicit? Rõ ràng là có thể, nhiều khi còn làm tốt hơn như thế. Bởi ví dụ như tên Daifugo này còn có cả những viên đạn hứng khởi chứa virus sắc ướp do Quinn mình dịch sáng chế. Có nghĩa trong trường hợp lý tưởng, nếu toàn bộ 500 tên Gipter này đều bị Otama thần hóa thì sẽ dư sức đánh bại được 4.500 tên Felicit, tức là cờ đen sẽ mất đến 5 quân hạt nhiều hơn thế. Nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ dàng và suôn sẻ như vậy. Hơn nữa, điều này sẽ càng khiến cho Otama gặp nhiều nguy hiểm, giống như những gì đang diễn ra với Robin. Trong khi đó, ở cánh phải của Maven lâu đài Kaido, trận quyết chiến giữa Ranky với Sasuke cùng đội quân thiết giáp đang diễn ra vô cùng căng thẳng đầy kịch tính. Đại tướng Ranky vải đạn, nhưng có vẻ như nó không hề hấn gì với Sasuke trong hình dạng khủng long ba sừng Triceratops. Ánh mắt khuôn mặt này có thể thấy Ranky đang khó khăn như thế nào trước Tobi Robo này. Sasuke đang cố gắng hút thọc sườn đại tướng Ranky, nhưng thợ đóng tàu bản mua rơm cũng đủ nhanh và đủ mạnh để chặn đứng cú hút đó chỉ với một cánh tay. Chưa hết, Ranky còn dễ dàng quật ngã khủng long Sasuke to hơn mình rất nhiều lần. Dù vậy, Ranky cũng ngay lập tức bị bọn Gipter thuộc đội quân thiết giáp ghìm chân giữ chặt để Sasuke lao vào tấn công, và bọn chúng đủ khỏe để đại tướng Ranky không thể nhúc nhích. Rất may cho Ranky khi mà cùng lúc đó Otama cùng với Usopp Nami xuất hiện kịp thời. Khung tranh này có thể thấy Usopp và Nami đang kêu cứu thảm thiết, đằng sau đó là một đám Gipter đang đuổi theo, và Sasuke tỏ ra vô cùng hào hứng khi nhìn thấy điều đó. Nhưng có thật sự là Nami và Usopp đang cần trợ giúp như những gì chúng ta đang thấy không? Rõ ràng là không, ngược lại đó chỉ là một pha chọc ghẹo Ranky, treo ngươi đùa giỡn với Sasuke mà thôi. Và đám Gipter phía sau toàn bộ đã bị Otama thần hóa bằng Kibi Dango của mình. Và chính những nhau nhau đó đã làm cho bọn Gipter đang kìm chân Ranky lơ là cảnh giác. Điều này giúp cho Ranky né được cú hút chết chóc của Sasuke. Cùng lúc đó, Uti và Bewan xuất hiện truy đuổi phía sau và cảnh báo với Sasuke về đám Gipter đã bị thần hóa. Dù vậy, Uti vẫn chưa biết bằng cách nào mà bọn chúng bị thần hóa. Và cô nàng tiếp tục chuẩn bị cùng đầu Nami. Nhưng Nami ngay lúc này đã khác, không còn khóc lóc xin tha mạng giống như trước đó. Nami giăng sẵn một cái bẫy, tạo ra một đám mây tích điện phía sau Uti. Khi cô nàng chuẩn bị nhảy lên tấn công, thì ngay lập tức ăn nguyên một đòn sấm sét rất mạnh từ Nami, có tên là Thunderland Temple, thanh gươm sấm sét. Nami sử dụng vũ khí của mình giống như một cậu khúc lôi, hút lấy tia sét từ đám mây tích điện đã tạo ra trước đó, tấn công Uti bất ngờ từ phía sau. Đây không phải là một đòn tấn công mới, mà chính là đòn tấn công Nami đã sử dụng để hạ gục Khalifa, nữ đặc vụ CP9 ở Enies Lobby 2 năm trước. Nhưng so với Khalifa thì Uti mạnh hơn, trâu bò hơn rất nhiều, và Nami biết điều đó. Có thể thấy cơ thể của Uti bị cháy đen xì và rơi xuống đất sau đòn tấn công vừa rồi. Nhưng Nami biết rằng Uti trong hình dạng Zoan cổ đại sẽ phục hồi nhanh chóng và tiếp tục tấn công mình. Nami còn phải tạo ra một tia sét to hơn nữa. Và đây chính là lúc để Nami thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, tung ra những chiêu thức mới mạnh mẽ hơn. Trong 2 năm ở đảo thời tiết, Nami đã được chỉ dạy cách sử dụng bóng thời tiết, một phát minh tối thượng vừa là niềm vui vừa là niềm tự hào của đảo thời tiết. Theo đó, nếu sức mạnh của nó bị lợi dụng, nó có thể làm đảo lộn cả thế giới. Điều này có nghĩa, mặc dù không sư trái quỷ Helosia, trái sấm sét Koronomi Quino, nhưng tôi tin rằng với sự thông minh cộng với sự am tường về thời tiết, Nami hoàn toàn có thể tạo ra những tia sét có sức sát thương tương tự hay thậm chí là mạnh hơn tia sét 200 triệu vôn mà Ino đã tấn công Luffy trước đó. Và tôi thật sự muốn thấy Nami sử dụng phát minh bóng thời tiết đó để tấn công hạ gục Uti. Còn khung tranh này bạn thấy chứ, bằng tài thiện xạ của mình, Usopp lần lượt đưa từng viên Kibi Dango vào miệng của những tên Gipter thuộc đội quân thiết giáp của Sasuke. Để rồi sau đó chúng ta thấy một khung cảnh thật sự thú vị và có phần hài hước. Một đứa nhóc 8 tuổi đang là chủ nhân của rất nhiều tên Gipter mạnh mẽ, tùy ý ra lệnh mà không có sự kháng cự nào, ngược lại chúng còn vui vẻ làm theo trong sự kinh ngạc tột độ của Sasuke. Tobi Robo này không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bọn lính cấp dưới của mình. Mọi người theo tôi. Dạ thưa tiểu chủ nhân. Caesar Clow quên ăn quên ngủ, ngày đêm nghiên cứu chế tạo ra hợp chất sét, rồi cùng với Doflamingo sản xuất ra những trái của nhân tạo Smell, với mục đích cuối cùng là bán cho Tứ Hoàng Kaido Bá Thú. Tứ Hoàng Kaido mua những trái của nhân tạo này nhằm tăng cường sức mạnh cho bang hải tặc Bá Thú của mình, và kết quả là đội quân Gipter bao gồm 500 lính có sức mạnh do nhân tạo ra đời. Và thật thú vị, Kaido vất vả làm tất cả những điều này, kiếm củi trong 3 năm chỉ để Otama đốt trong 1 giờ, sử dụng chính bộ Gipter này để chống lại Kaido Bá Thú, quá sức đau đớn cho Kaido. Và trong lúc Sasuke ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đồng quân thiết giáp của mình, thì đại tướng Ranky tiếp cận, tung một cú đá và sử dụng thanh kiếm ánh sáng chém trực diện Sasuke. Có thể thấy khủng long Sasuke đã bị thương, máu đã chảy và mắt trắng bệch. Rõ ràng Sasuke đã bị tấn công bất ngờ, vì thế không có sự phòng bị. Vậy là Ranky đã hạ gục được Sasuke? Chắc chắn là chưa. Mà đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một trận quyết chiến giữa Ranky với Sasuke. Có nghĩa khả năng rất cao trong chapter sau chúng ta sẽ được thấy Sasuke trong hình dạng mạnh nhất của mình, nửa người nửa Zoan để chiến đấu với Ranky. Và những đòn tấn công của Sasuke sẽ mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn, bởi Sasuke đã có thể sử dụng được Haki cùng với vũ khí của mình, một thanh đao. Và sẽ thật sự rất tuyệt vời nếu Ranky cũng có cho mình một thanh kiếm ánh sáng giống như của Doki Jiru trong hình dạng bình thường. Dù thế nào thì trong các chapter sau, chúng ta sẽ được thấy Ranky bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, đó là các phát minh sáng chế của Vegapunk đã được Ranky cấy vào cơ thể. Trong khi đó ở tầng 3 của lâu đài Kaido, Sanji vẫn đang ăn hành sắp mặt trước Black Maria.
Có thể thấy Sanji đã bị Black Maria dùng tên nhện để bắt trói. Không phải vì Sanji yếu, mà là vì cái quy tắc đạo đức không tấn công phụ nữ, nên Sanji mới ra nông nỗi như vậy. Sanji đập cho những tên đàn ông một cách thê thảm, nhưng những em sinh tươi ma chay quy hờn này thì Sanji tuyệt đối không đụng vào. Đó là quy tắc đạo đức của Sanji nên chúng ta sẽ không bàn tới. Nhưng rõ ràng cái quy tắc đạo đức này đã đẩy Sanji rất nhiều lần rơi vào thảm cảnh, và không phải ai cũng giống như Viola hay cô nàng Building. Dù vậy tôi vẫn tin rằng ngoài quy tắc đạo đức thì đằng sau sự cam chịu của Sanji với Black Maria còn có nhiều lý do khác. Bởi Sanji thật sự là một người rất thông minh, nắm bắt tình hình rất tốt. Với Enies Lobby chúng ta đã thấy Sanji tỏa sáng như thế nào. Có nghĩa Sanji đang có một kế hoạch nào đó của riêng mình mà chúng ta chưa biết tới. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này, mà chính là việc Black Maria muốn Sanji gọi Robin lên chỗ của mình. Còn mục đích là gì thì chắc các bạn đều đã biết, cả cái đồ lần Big Mom đều muốn có được Nico Robin. Thú vị hơn cả chính là cái cách mà Black Maria bắt Sanji phải thực hiện. Nếu chàng nhìn vào cô ấy khi nói, tiếng của chàng sẽ được truyền đi khắp cả lâu đài, làm vậy rồi chàng sẽ được tự do. Black Maria muốn Sanji nhìn vào cô nàng có tờ giấy in hình con mắt dán trước mặt này và gọi Robin. Chắc chắn Sanji sẽ không làm theo lời của Black Maria, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó. Ngay chỗ tôi quanh tròn này bạn có để ý gì không? Rõ ràng cô nàng bị dán tờ giấy in hình con mắt này không phải là một trong những thuộc hạ của Black Maria mà chúng ta đã thấy trước đó. Ngược lại, đập vào mắt của chúng ta, cô nàng này có một mái tóc rất giống của Robin. Không giống như Uti, Black Maria biết mặt của các thành viên mạng Murom thông qua những tờ tri nã, nhưng chưa gặp nên chắc chắn Black Maria chưa biết giọng nói của Robin như thế nào. Có nghĩa ý tôi là nhiều khả năng cô nàng bị dán tờ giấy in hình con mắt trước mặt này chính là một sản phẩm do cấp dưới của Black Maria cải trang giống Robin, hoặc đó chính là phân thân do Robin tạo ra đi thám thính tình hình và bị Black Maria bắt được. Bởi chúng ta thấy có vẻ như Sanji nhận ra điều gì đó từ cô nàng này, và giữa Sanji với cô nàng này đã nói với nhau điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Nếu thật sự cô nàng này có liên quan tới Robin thì đồng nghĩa với việc Robin đã nắm được tình hình của Sanji là như thế nào. Hơn thế nữa, chắc chắn Sanji và Robin đã có một kế hoạch nào đó. Vậy nên Sanji mới nói với Black Maria rằng đừng nên coi thường Nico Robin. Với quy tắc đạo đức của mình, Sanji sẽ không tấn công những cô nàng cấp dưới của Black Maria, nhưng Robin thì có thể. Và đó chính là cái cách mà Robin giải thoát cho Sanji. Vậy là chúng ta đã biết chính xác, cô nàng ngồi đánh đàn cho bọn Shibiro nghe không phải là Bahu Anh, mà chỉ là một tên lính cấp dưới hoặc là một nhân vật nào đó bị Bahu Anh điều khiển mà thôi. Bahu Anh vẫn ở khu vực sân khấu chính và chịu trách nhiệm tìm kiếm kẻ địch, kết nối liên lạc với các Okanban, các Tobi Rubble và những tay sai dưới trướng. Và thông qua con mắt đặc biệt của mình, Bahu Anh đã phát hiện được chỗ của nhóm Kinemon đang nằm, đó là bên trong bảo khố ở tầng 2, và ngay lập tức Bahu Anh báo tin này cho King. Khung tranh này có thể thấy King không còn bị Marco kẹp cổ nữa, cũng không có vẻ gì là bị thương tích. Điều này dẫn tới việc có thể Queen đang chiến đấu với Marco để King có thể rảnh tay kiểm soát phân tích tình hình rồi đưa ra mệnh lệnh. King không thể trực tiếp đi thủ tiêu nhóm Kinemon mà ra lệnh cho Tobi Rubble nào ở gần đó, và Black Maria đang ở tầng 3 ngay sát đó đã nhận lệnh đi thủ tiêu nhóm Kinemon. Chỉ nghe chứ Black Maria, là giọng nói của cô nàng đang đeo tờ giấy hình con mắt hay là của ai? Theo tôi đó không phải là giọng nói của cô nàng mà chính là của Bahu Anh, người đang điều khiển phía sau. Có nghĩa những thông tin mà cô nàng đánh đàn truyền đạt cho Shibiro ở chapter trước cũng chính là của Bahu Anh, chứ không phải là của cô nàng ngồi đánh đàn. Đó chỉ là một cái sắc sóng đơn thuần đang bị điều khiển bởi Bahu Anh. Đó là lý do vì sao Black Maria muốn Sanji nhìn vào cô nàng có đeo tờ giấy hình con mắt và gọi tên Robin. Với những thông tin mà Bahu Anh cung cấp cho King và Black Maria, Sanji cũng đã vô tình biết được nhóm của Kinemon đã bị hạ gục. Liệu thông tin này có làm cho Sanji trở nên quyết đoán hơn nữa trong các chapter tiếp theo? Tôi hy vọng là như vậy. Ở chapter 993 trước đó, thông qua con mèo đang có dán tờ giấy in hình con mắt mà Bahu Anh biết được vị trí của Yamato. Còn ngay lúc này, thông qua con chuột có dán tờ giấy in hình con mắt mà Bahu Anh phát hiện được nhóm của Kinemon. Và nơi đó quá tối để Bahu Anh có thể thấy rõ mặt từng người, nhưng không phải là 9 người mà có tới tận 10 người. Tức là ngoài nhóm của Kinemon thì có một nhân tố mới đã xuất hiện tại đây. Ngay chỗ tôi khoanh tròn này có thể thấy nhân tố bí ẩn đó có hình dáng nhỏ nhắn hơn so với Kinemon và những người khác. Và khung tranh này chúng ta thấy rõ hơn biểu cảm của nhân tố bí ẩn, một nét mặt tỏ vẻ đau đớn và vô cùng lo lắng cho nhóm của Kinemon. Dường như nhân tố bí ẩn này đang khóc. Liệu nhân tố bí ẩn đó có thể là ai? Nhiều bạn nói rằng đó là Hawking, hay thú vị hơn nữa đó là Ino, hay thậm chí là Sen Tóc Đỏ. Hawking, Ino hay Sen Tóc Đỏ không phải là tiếp người mềm yếu hay khóc lóc. Đặc biệt Ino là một kẻ cực kỳ máu lạnh nên không có chuyện hắn khóc lóc vì ai đó như thế. Theo tôi nhân tố bí ẩn này chỉ có thể là Hiyori hoặc là phu nhân Toki, những người có quan hệ rất thân thiết với nhóm của Kinemon. Nhưng với những gì đã xảy ra với phu nhân Toki mà chúng ta đã thấy thông qua phần hồi tưởng về Kozuki Den, thì khả năng rất cao là phu nhân Toki đã chết 20 năm trước dưới cánh cổng Tori. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp phu nhân Toki vẫn còn sống và bà bị Kaido bắt nhốt ở tầng 2 suốt 20 năm qua. Nhưng nếu vậy thì tại sao Bahu Anh lại không biết? Có nghĩa ý tôi là nhân tố bí ẩn đó khả năng rất cao chính là Kozuki Hiyori, em gái của Kozuki Momonosuke. Ở chapter 995, Hiyori nói với Kawamatsu và Zoro rằng chưa thể đi cùng hai người đó tới gặp mọi người được, bởi để cảm xúc dao động trước trận quyết chiến là một điều cấm kỵ. Nhưng ngay lúc này trận quyết chiến đã diễn ra và Hiyori đã không tới làng Amigasa để hội quân. Nhưng điều đó không có nghĩa Hiyori không được ra đảo quỷ Onigashima để chiến đấu với mọi người. Nếu đúng là Hiyori thì chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của thằng Benji Kimaru, hay chính xác hơn là chú cá Onimaru, hoặc nhiều hơn như thế nữa. Ví dụ như là bạn hải tặc tóc đỏ đã đưa Hiyori đi ra đảo quỷ cùng, bởi Sen rất quý Kozuki Oden và tất nhiên cũng biết về Momonosuke cũng như Hiyori. Hoặc cũng có thể là tàng quân bạn hải tặc râu trắng đã gặp và đưa Hiyori đi ra đảo quỷ cùng, bởi Momonosuke và Hiyori đều được sinh ra ngay trên tàu bạn hải tặc râu trắng. Vì thế những Victa, Suzu hay Marco đều biết và yêu quý họ. Và hiện tại đảo quỷ Onigashima đang lơ lửng trên không trung, tức là Hiyori đã ở tầng 2 lâu đài Kaido được một khoảng thời gian khá lâu. Theo tôi là trước khi nhóm Kinemon được lo dịch chuyển tới đây.
Điều này dẫn chúng ta tới một câu hỏi, liệu việc Law đưa nhóm Kinemon tới lầu 2 này chỉ là một sự tình cờ, hay Law và nhân tố bí ẩn này đã biết nhau trước đó? Một kẻ có đầu óc luôn vạch ra nhiều kế hoạch, nhiều phương án và thực hiện theo nó giống như Law, thì tôi tin rằng đó không chỉ là một sự tình cờ mà là có chủ đích. Tức là Law và nhân tố bí ẩn này đã biết nhau trước đó. Rất có thể chúng ta sẽ biết điều này đúng hay sai ngay trong chapter sau. Và trước khi kết thúc video này, tôi muốn nói về năng lực đặc biệt cũng như vai trò quan trọng của Bahuan một chút. Trước đó tại nhà tù Udon, Karibo đã từng nói về cách truyền phát thông tin của những con Oxen truyền tin ở Wano Quốc. Theo đó, mọi thông tin liên lạc từ bọn Oxen Hồ trước hết phải được truyền tới con Oxen Hồ trầm sò, rồi sau đó mới truyền đi tới những con Oxen Hồ khác. Và ở mỗi vùng của Wano Quốc chỉ có một con Oxen Hồ trầm sò duy nhất. Có nghĩa chỉ cần xử lý con Oxen trầm sò ở khu vực Udon, thì toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc ở khu vực Udon sẽ bị cắt đứt. Và bạn có để ý gì không? Cách thức giám sát liên lạc, truyền tải thông tin của Bahuan y hệt như những gì Karibo nói về cách truyền phát thông tin của những con Oxen truyền tin ở Wano Quốc, nhưng nó có sự nâng cấp đáng kể. Đó là so với con Oxen trầm thì Bahuan linh hoạt hơn, thông minh hơn. Những con mèo, con chuột hay những người bị dán tờ giấy in hình con mắt cũng linh hoạt hơn trong hoạt động theo dõi. Và rất có thể, cách thức hoạt động của con mắt Bahuan được Oda lấy tưởng dựa trên thiên nhãn. Thiên nhãn có nghĩa là mắt của trời. Thông thường biểu tượng này là tượng trưng cho thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này được tìm thấy ở cả nền văn minh của phương Tây lẫn phương Đông. Trong thần thoại Ai Cập, thiên nhãn được gọi là mắt của thần Horus, mắt của mặt trăng hay mắt của thần Ra. Hay ở Đức, biểu tượng thiên nhãn cũng được tìm thấy ở nhà thờ Anchen, miền Tây nước Đức. Nhà thờ này được UNESCO xem là một di sản của thế giới. Đây là một nhà thờ thuộc giáo hội Công giáo Roma cổ xưa nhất ở Bắc Âu. Hay ở Mỹ, thậm chí năm 1782, thiên nhãn còn được chọn là một phần trong biểu tượng khắc trên quốc ấn, con dấu quốc gia của Mỹ. Đặc biệt là trên mặt sau của tờ mục đô Mỹ cũng có biểu tượng này. Chính việc này làm cho nhiều người biết tới thiên nhãn, bởi đồng đô la Mỹ rất phổ biến trên thế giới. Hay như đạo Cao Đài cũng dùng thiên nhãn làm biểu tượng chính thay cho hình ảnh thượng đế tại trần gian. Tuy nhiên trong đạo Cao Đài, thiên nhãn có nhiều ý nghĩa đặc trưng khác của nền tôn giáo này. Có nghĩa năng lực của Bahuan là rất đặc biệt và vai trò của Bahuan là vô cùng quan trọng với bang hải tặc Bách Thú. Nếu bang hải tặc Bách Thú bắt được và hạ gục Otama, thì toàn bộ Gipto sẽ không còn bị thần hóa nữa và đó sẽ là một bất lợi rất lớn với Liên minh Luffy. Và tôi cũng có thể nói điều tương tự với Bahuan. Nếu nhân vật này bị hạ gục, thì có thể xem như Liên minh Luffy đã thành công trong việc bịt tai che mắt bang hải tặc Bách Thú và King sẽ không thể đứng yên một chỗ nhận thông tin và chỉ đạo như hiện tại. Có nghĩa nếu Bahuan bị đánh bại hạ gục, thì Liên minh Luffy đã chia cắt thành công bang hải tặc Bách Thú ra từng cụm nhỏ và sẽ dễ dàng đánh bại chúng hơn. Vậy ai sẽ làm việc này? Tôi nghĩ là Sanji hoặc là Robin. Trên đây là tất cả những phân tích One Piece chapter 1004, kèm theo đó là những giả thuyết dự đoán cho các chapter tiếp theo. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.